các bệnh phụ khoa chị em phụ nữ thường gặp. Bệnh phụ khoa là một căn bệnh thường gặp ở phụ nữ. Theo một vài số liệu thống kê, hầu như trong cuộc đời của một người phụ nữ thì bất kỳ ai cũng có thể mắc phải một bệnh lý phụ khoa nào đó ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên, khi nhắc đến các bệnh phụ khoa thường gặp thì không phải chị em nào cũng có thể trả lời được. Bệnh phụ khoa là một thuật ngữ dùng để chỉ những bệnh liên quan đến cơ quan sinh dục nữ, bao gồm những bệnh ở cơ quan sinh dục dưới, âm đạo, âm hộ, cổ tử cung và các bệnh ở cơ quan sinh dục trên, buồng trứng, vòi trứng và tử cung. Tỷ lệ phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa đang có xu hướng tăng lên. Là người phụ nữ thì ai cũng có nguy cơ mắc phải bệnh lý này. Bệnh phụ khoa khiến chị em gặp rất nhiều phiền toái trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Không những thế, một số bệnh phụ khoa nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời, sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chị em. Thậm chí nó có thể cướp đi quyền được làm mẹ của người phụ nữ. Do vậy, chị em cần phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản liên quan đến các bệnh phụ khoa, đặc biệt là những bệnh thường gặp, để từ đó có biện pháp chữa trị kịp thời nếu không may mắc phải. Sau đây là các bệnh phụ khoa thường gặp. Rối loạn kinh nguyệt. Có nhiều nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt. Nó có thể là do chị em thức quá khuya, làm việc quá sức hay do tinh thần không ổn định, căng thẳng, sờ chép kéo dài hoặc bị mắc các bệnh lạc nội mạc tử cung, các bệnh lý ở tuyến giáp. Rối loạn kinh nguyệt thường có những biểu hiện như chu kỳ kinh nguyệt không đều, vòng kinh quá dài hoặc quá ngắn, chậm kinh, dòng kinh kéo dài. Khi chu kỳ kinh nguyệt không ổn định, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thụ thai và mang thai sau này. Viêm âm đạo. Đây là bệnh phụ khoa thường gặp nhất ở phụ nữ. Viêm âm đạo là tình trạng âm đạo bị nhiễm nấm, trùng roi, vi khuẩn gây ra những biểu hiện bất thường ở âm đạo. Vệ sinh âm đạo không sạch sẽ, thường xuyên thụt rửa âm đạo hay sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ không phù hợp, mặc quần lót quá chật, quan hệ tình dục không an toàn là những nguyên nhân chính khiến cho các tác nhân trên xâm nhập vào âm đạo, gây ra viêm nhiễm. Triệu chứng khi bị viêm âm đạo thường là ngứa ngáy, đau, sưng tấy ở âm đạo, xuất hiện khí hư bất thường. Bệnh viêm âm đạo thường được điều trị bằng các loại thuốc đặt hậu môn và kháng sinh dạng uống. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc nào còn tùy thuộc vào mức độ bệnh và các tác nhân gây bệnh. Do vậy, chị em cần phải đi thăm khám để xác định nguyên nhân. Từ đó bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng các loại thuốc phù hợp nhất. Viêm lỗ tuyến cổ tử cung. Viêm lỗ tuyến cổ tử cung là một trong những bệnh phụ khoa thường gặp ở chị em, đặc biệt là những người đã trải qua nhiều kỳ sinh nở. Nguyên nhân gây bệnh khá đa dạng, trong đó phải kể đến như quan hệ tình dục thô bạo, trải qua nhiều lần sinh nở hoặc sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều estrogen. Đa số những trường hợp mắc bệnh viêm lỗ tuyến cổ tử cung thường không có những triệu chứng cụ thể hoặc những triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác như viêm âm đạo. Tuy nhiên, chị em vẫn có thể phát hiện được bệnh qua những biểu hiện bất thường như khí hư có màu trắng đục, dính thành từng mảng, đôi khi có mùi hôi khó chịu, đau rát và xuất huyết nhẹ khi quan hệ tình dục. Bệnh viêm lỗ tuyến cổ tử cung nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản sau này, làm tăng nguy cơ bị ung thư cổ tử cung. Do đó, người bệnh cần phải đi khám và điều trị ngay khi phát hiện những triệu chứng bất thường của bệnh. Viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung là hiện tượng viêm nhiễm xảy ra ở cổ tử cung. Nguyên nhân gây ra viêm nhiễm chủ yếu là do chị em vệ sinh cơ quan sinh dục không sạch sẽ trong kỳ nguyệt san, trước và sau khi quan hệ tình dục. Do bị nhiễm khuẩn sau khi bị sảy thai hoặc sinh con, bạn có thể dễ dàng phát hiện bệnh qua những dấu hiệu như khí hư có màu vàng hoặc xám, có mủ kèm theo mùi hôi khó chịu, đau rát và xuất huyết khi quan hệ tình dục, da máu bất thường giữa chu kỳ kinh nguyệt. Khi cổ tử cung bị viêm nhiễm, sẽ gây ảnh hưởng đến sự tồn tại và hoạt động của tinh trùng trong đường sinh dục nữ. Tình trạng viêm nhiễm kéo dài còn gây ra viêm nhiễm ngược dòng, dẫn đến hiện tượng dính cổ tử cung, viêm tắc vòi trứng,
ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của người phụ nữ. U nang buồng trứng là hiện tượng xuất hiện khối u nang quanh buồng trứng. Số lượng khối u có thể là một hoặc nhiều u nang. Nguyên nhân gây ra u nang buồng trứng thường là do các thể nang phát triển không đầy đủ, không hấp thu được các chất lỏng trong buồng trứng. Khi khối u nang dày lên, chúng có thể gây cản trở sự phát triển và phóng đoãn của buồng trứng, gây ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Nếu không được điều trị kịp thời, u xơ tử cung là hiện tượng một khối u lành tính sản sinh ra trong lớp cơ tử cung. Bệnh thường gặp ở những người bị cường estrogen. Những yếu tố có nguy cơ gây ra u xơ tử cung thường là di truyền, béo phì, những người quan hệ tình dục sớm. Triệu chứng khi bị u xơ tử cung thường là kinh nguyệt không đều, khí hư bất thường, đau thắt lưng, sợ thấy những cục nhỏ ở vùng bụng dưới. U xơ tử cung tuy không đe dọa đến tính mạng, nhưng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như khó thụ thai, biến dạng tử cung, thậm chí là vô sinh, hiếm muộn. Do vậy, bệnh cần phải được phát hiện và chữa trị kịp thời. Việc điều trị bằng phương pháp nội khoa hay ngoại khoa còn phụ thuộc vào kích thước của khối u xơ.